chuyện tình báo. Trong chương trình đọc truyện buổi tối ngày hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe câu chuyện viết về Mai Hùng Quế, mật danh của nhà tình báo Trần Văn Lai. Mời toàn thể quý vị cùng đón nghe câu chuyện tình báo được mang tên Nhà Thầu Khoán. Trần Văn Lai ngắm bóng mình trong gương. Từ tuổi nhỏ đến bây giờ, chưa bao giờ anh chú ý đến cách trải chuốt, ăn mặc như lần này. Liệu anh đã hợp với vai cháu rể của nhà tư sản, chủ tiệm vàng Phú Xuân chưa? Mà còn vợ anh nữa chứ. Anh đâu đã biết mặt vợ. Cô ấy trẻ hay già, gầy hay béo, cao hay thấp, xấu hay đẹp. Nhỡ anh nhận nhầm vợ thì sao? Đã đành rằng cấp trên đã phổ biến cho anh giờ hẹn, ngày hẹn, địa điểm gặp mặt và những đặc điểm riêng để nhận dạng nhân vật anh cần gặp. Cô gái chạc 25 tuổi, mặc quần đen, áo dài màu xanh da trời, tóc vấn trần, tay phải xách chiếc ví đen. Nhưng làm cách nào cho cô ấy khỏi ngỡ ngàng, lúng túng khi gặp gỡ lần đầu trước mặt tụi cảnh sát? Khó quá. Anh đã đề nghị phương án của anh với cấp trên. Tôi biết tiệm vàng Phú Xuân ở số nhà 296 Hai Bà Trưng, cho tôi bí mật đột nhập vào Sài Gòn gặp cô ấy tại đó. Không được. Vấn đề đặt ra không phải tùy thuộc vào đồng chí và cô ấy, mà là tạo lớp vỏ bọc lâu dài. Tương lai dựa vào thế lực của gia đình vợ, đồng chí cần ngoi lên để trở thành một nhà tư sản có tên tuổi tại Sài Gòn. Trần Văn Lai cười vang. Hiện giờ nhà tư sản không có một xu dính túi. Anh cho tôi điếu thuốc, nay mai giàu có tôi sẽ trả. Lời một thành mười. Kê nhỉ. Này, ở Thái Bình quê cậu có câu chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng phải không? Anh quên là tôi có lý lịch mới, quê ở Chèm Vẽ, Hà Nội rồi sao? À, cậu đã nhớ tên vợ chưa? Trần Văn Lai hạ thấp giọng tâm sự. Tôi sinh năm 1920, năm nay 1954, đã 34 tuổi rồi. Thú thật với anh, tôi có ý định tập kết ra Bắc thăm mẹ già với cưới vợ. Nhân nhiệm vụ này tôi lo lắm. Tôi đã biết thế nào là biệt động tình báo đâu. Tuổi nhỏ nhà nghèo, tôi bị thất học. Mấy năm kháng chiến chống Pháp được các anh dạy văn hóa cho. Tôi đọc thì chưa thông, viết chưa thạo. Làm thế nào để cạnh tranh nổi với những bọn đầu cơ buôn bán sừng sỏ ở Sài Gòn đây? Đồng chí Phạm Thị Phan Chính sẽ giúp tôi, nhưng không biết vợ chồng tôi có hợp duyên số không, ăn ở có thuận hòa không, gia đình bên vợ có khinh tôi không. Đừng lo, đồng chí có bửu bối ở trong tay, có nghề nghiệp vững, bọn nhà giàu càng nhiều tiền càng tham vọng. Nếu đồng chí và đồng chí Chính biết phát huy những lợi thế của mình, chắc chắn sẽ có cơ hội phất. Hơn một tuần qua, từ ngày nhận lệnh trở lại Sài Gòn hoạt động trong lòng địch, Trần Văn Lai suy nghĩ rất nhiều về kế hoạch tiến thân. Trước mắt là lý lịch. Năm 13 tuổi, vì nhà quá nghèo, Lai phải bỏ quê hương ở xã Vũ Đông, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, lên tỉnh làm thằng nhỏ cho tên cẩm người Pháp có vợ là Việt Nam. Mụ vợ rất tàn ác, hành hạ Lai đủ điều. Đêm nào tên cẩm vắng nhà là mụ ta bỏ đi ngủ với trai hay đi đánh bạc. Mụ bắt Lai phải thức canh cổng chờ đến lúc mụ về. Lai còn phải quạt, phải đấm bóp cho đến khi mụ ngủ rồi mới được rời khỏi phòng. Đang sức ăn sức ngủ, Lai không thể làm theo lời mụ mãi. Một đêm sau canh bạc bị thua cháy túi, mụ về rất khuya. Người ra mở cổng không phải là Lai, là chồng của mụ. Tên cầm nặng lời chửi vợ. Sau hôm bị chồng mắng, mụ me tây, trút mọi hằn học lên đầu Lai. Mụ luôn nghĩ cách để trả thù. Thằng ắt con dám cả gan mách lẻo, nhưng không dám đuổi Lai ra khỏi nhà. Chồng mụ tỏ ý, nếu thằng bé nhanh nhẹn khôi ngô và biết nói từ tiếng Tây bồi này thì sẽ trị mụ. Vì hắn thích có người trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ, dù là nghe Lai nói lơ lớ và làm điệu bộ bằng thứ tiếng bổ như vậy. Biết mình được chủ yêu, Lai càng trêu tức khinh thường mụ chủ. Mụ quyết định trả thù Lai. Vào buổi chiều hôm đó, như thường lệ, Lai đã gánh xong 9 gánh nước đổ đầy chiếc bể cho tên cẩm về tắm. 10 phút sau, trước khi chồng về, mụ me tây tháo cạn bể nước đi. Mụ ra đón chồng và tơn hớt với hắn về đủ thứ tội của Lai.
Tên cầm tay bị cái nắng mùa hè của Việt Nam thiêu đốt, khiến mồ hôi nó tuôn ra như tắm mà không có nước để tắm. Hắn trút mọi cơn giận dữ bằng 5 lần, giang thẳng cánh quật ba tong vào lưng Lai. Lai nghiến răng chịu đòn. Sáng hôm sau, khi tên cầm vừa ra khỏi nhà, Lai đã tính sổ với mụ Me Tây. Lai đấm mụ hộc máu mồm, đạp mụ ngã lăn từ trên cầu thang xuống đất, rồi hối hả bỏ trốn lên Hà Nội. Các chú làm nghề kéo xe quê ở Thái Bình đã cưu mang Lai. Nhờ biết tiếng Bồi, Lai được vào làm thằng nhỏ hầu hạ của một tên phủ Tây. Trước khi về nước, tên phủ Pháp dẫn Lai đến ra cho Phạm Gia Nùng. Nùng quê ở Trẻm Vẽ, lúc đó đang làm án sát tỉnh Bắc Ninh. Nùng nghiện thuốc phiện nặng, vì lão già Hà Tiện không muốn thuê nàng hầu. Phạm Gia Nùng giao việc tiêm thuốc phiện cho Lai. Vốn rất khéo tay, chỉ sau tuần lễ đầu, Trần Văn Lai đã chiếm được tình cảm của Nùng. Anh ruột của Nùng, Thái tử Thiếu Bảo Đại, học sĩ Phạm Gia Thụy, kẻ đang ngấp nghé trước Khâm Sai Đại Thần của Hoàng Trọng Phu, cũng mê nghệ thuật tiêm thuốc của thằng nhỏ. Thỉnh thoảng, con trai Nùng từ Hòn Gai về, được bố cho thưởng thức tài nghệ của Lai. Lai rất ghét thằng này. Hắn tên là Phạm Gia Đỗ, thường bu bu khoe với bố chuyện hắn đánh đập tra khảo công nhân mỏ. Trong những ngày Phạm Gia Nùng ăn mừng vì được thăng chức bố chính Bắc Ninh, Trần Văn Lai được ăn mặc đẹp, được Nùng giới thiệu với quan khách là cháu, gọi mụ vợ bé của lão bằng cô và đổi tên là Nguyễn Văn Đại. Những ngày đầu, Lai không hiểu vì sao lão án sát này lại đổi họ, đổi tên của mình. Tìm hiểu mãi, Lai mới biết là vợ bé của lão Nùng họ Nguyễn, và khi tên chủ Tây giới thiệu tên thằng nhỏ là Lai, lão đã nghe nhầm sang chữ Đại và lão đoán tên là Đại. Việc thay đổi họ tên này đối với Lai lúc đó chẳng có quan hệ gì. Là một thằng nhỏ thì Lai hay Đại cũng vậy thôi. Ai ngờ nay lại có dịp đem gia dụng đến. Trong lý lịch mới, Lai khai tên là Nguyễn Văn Đại với những họ hàng thân thích là thượng thư án sát chủ mỏ. Trần Văn Lai lật đi lật lại những điều đã khai. Khó có kẻ nào phát hiện ra bộ mặt thật của anh. Dù kẻ đó là bạn rất thân của gia đình Phạm Gia Nùng, nhưng nếu có ai hỏi vì sao anh bỏ nhà quan lớn án sát để ra đi, vì sao anh thất học, anh sẽ trả lời ra sao? Cần phải có câu giải thích suôn sẻ, trước hết với gia đình, nhà vợ, và sau đó để xua tan những nghi vấn của những tên cảnh sát mật vụ. Cái lý do thất học cũng dễ nói. Thuở nhỏ, cháu được bác Phạm Gia Nùng chiều lắm. Cháu trốn học, cô đánh cháu nhưng bác Nùng bênh. Bác cho cháu ngủ chung giường, dạy cho tiêm thuốc phiện. Cháu tiêm thuốc rất giỏi. Còn cái lý do rời khỏi nhà, phải vắn vào cuộc tình duyên với cô Phạm Thị Phan Trinh. Năm 1944, cháu yêu cô Trinh. Đôi bên gia đình không cho chúng cháu lấy nhau. Cháu giận thân bèn trốn nhà, ghi tên mộ phu đi đồn điền cao su Nam Kỳ. Cháu đâu có ngờ ngày còn gặp lại cô Trinh. Chà, cả một thiên tình sự được dựng lên mà những người ở trong cuộc chưa hề biết mặt nhau. Việc của cậu là tạo lớp vỏ bọc thật tốt. Trong trường hợp tình cảm phát triển thuận lợi, cậu và cô Chính từ vợ chồng giả sang vợ chồng thật thì càng tốt. À, nhà tư sản không một xu dính túi. Có cần tiền không? Đồng chí chỉ huy hỏi Lai khi đi tiện anh. Nói đùa với anh vậy thôi, các anh đã chi viện chú đáo rồi. Ừ, an toàn nghe. Tụi này luôn theo dõi từng việc làm của cậu đó. Trần Văn Lai xách vali hướng về thị xã Long An. Anh tạt vào ti cảnh sát lễ phép với ngài trưởng ti. Thưa thiếu tá, tôi định sang Nam Vang qua ngã An Giang, liệu có cần giấy tờ xuất cảnh không thiếu tá? Ủa, anh nói kỳ cục vậy cha nội. Người Việt Nam sang Cao Miên, từ nước họ sang nước kia, chắc hẳn là phải có giấy tờ rồi. Trình thiếu tá, tôi có thứ này bảo đảm. Ô là là, tụi bay xem này, giấy chứng chỉ của nhà vua. Có thứ này là nhất rồi. Tụi bay, lấy ghế mời anh hai ngồi đi. Cà phê nghe, anh hai. Làm sao anh có được thứ này vậy? Trình thiếu tá, chẳng qua là nhất nghệ tinh, nhất thần vinh thôi. Tôi thứ ba mà anh hai,
Anh kêu tôi là Ba Phóng nghe. Mà anh có nghề chi? Được, tôi xin kể có đầu có đuôi để anh Ba và mấy chú cùng nghe. Năm 1948, ông Hoàng Sihanouk tổ chức lễ mừng thượng thọ cho vua cha. Nửa tháng trước ngày lễ, người ta phát hiện ở lớp bọc chiếc ngai vàng của vua bị hỏng. Ông vua cha không cho thay ngai mới và cũng không đồng ý thay lớp vỏ bọc khác lên chiếc ngai vàng cũ. Ngài đã ngự trên chiếc ngai này nhiều năm nên ngài muốn giữ nguyên vẹn kỷ niệm trong buổi lễ mừng thọ. Sihanouk muốn chiều vua cha nhưng biết kiếm đâu ra thợ giỏi. Ông hoàng này gửi một điện văn dài nhờ các ủy pháp ở Đông Dương giúp đỡ. Tên này cầu cứu ông Hoàng Bảo Đại. Thầy dạy tôi tên là Nguyễn Tái Ước và Nguyễn Văn Thiết là thợ trang trí của nhà vua. Quốc trưởng Bảo Đại với thầy trò chúng tôi vào hoàng cung đãi ngự thiện và giao sứ mạng chúng tôi sang Cao Miên sửa chiếc ngai vàng đó. Khi xong việc, vua Cao Miên thưởng cho mỗi người một khoản tiền và cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận này. Mà ngai vàng hỏng ra sao anh hai? Anh Ba tính thử xem, ngai vàng chẳng qua là cái ghế để cho vua ngồi. Vua ngồi mãi, ngồi mấy chục năm liền thì lớp bọc vải rách, chiều theo ý vua. Chúng tôi rút từng sợi chỉ ở chỗ dựa của ngai vàng ở phía sau lưng để truyền lên phía trước. Nhờ thầy trò tôi khéo tay, giỏi nghề trang trí nên không để lại dấu vết nhỏ nào, chứng tỏ là lớp bọc cũ chiếc ngai bị sửa. Vua cha hài lòng lắm. Thiết tiệc trong hoàng cung, mời chúng tôi đi thăm Đế Thiên, Đế Thích và lưu chúng tôi ở lại dự lễ mừng thọ người. Viên thiếu tá, phó ty cảnh sát Long An tò mò. Anh ai định sang Nam Vang làm chi vậy? Sao không xin giấy tờ hợp pháp? Biết là ngón đòn phủ đầu có giá trị với tên cảnh sát, Trần Văn Lai lắc đầu. Có chuyện riêng gia đình, có nói lắm anh Ba. Bà Phóng đưa mắt cho bọn đàn em, hiểu ý những tên cảnh sát lui dần. Khi chỉ còn lại hai người, Trần Văn Lai vở tâm sự. Anh Ba có quen biết Trung tá Phạm Phong Ngư ở trường ty cảnh sát Nha Trang không? Biết, mà sao vậy? Anh vợ tôi đó, cô ấy là Phạm Thị Phan Chính, đang ở cửa tiệm vàng Phú Xuân. Cô ấy là con nhà giàu, có thế lực, muốn ức hiếp chồng, sao cũng được à? Tôi giận vợ, tôi bỏ đi. Không nên vậy anh hai. Nè, tụi bay phone cho tao tiệm vàng Phú Xuân. Anh hai thứ lỗi, tôi sẽ hỏi chị hai xem. Trịnh thiếu tá, có người thưa ở máy rồi. Tên trực ban báo cáo, viên thiếu tá cầm lấy ống nghe. Thưa, xin lỗi, có phải bà là Phạm Thị Phan Chính không? Chúng tôi giữ ông nhà ở đây, ông định sang Nam Vang. Giữ lại hộ, bà sẽ đến ngay. Nhớ rồi, bà đi xe riêng màu sữa số 347. Tôi chờ bà. Bà Phóng quay lại với Trần Văn Lai. Từ Sài Gòn đến đây ít nhất chị hai phải đi 30 phút, nhậu lai dai một chầu cho anh hai. Ngồi cà kê với Ba Phóng độ nửa giờ, anh Lai gợi ý. Anh Ba cho tôi ngồi trong phòng, nếu cô ấy không nhận, tôi không ra gặp nữa. Cũng cánh đàn ông cả, anh Ba ủng hộ tôi. Được mà, anh hai ngồi ở buồng của tôi nghe. 10 phút sau có tiếng dép bước nhẹ và có tiếng người con gái nói giọng Bắc. Xin lỗi thiếu tá vừa phone cho tôi. Dạ chị hai là... Tôi Phạm Thị Phan Chính đây, nhà tôi đâu? Anh ấy giận chị cậy quyền ức hiếp. Vợ chồng hiểu nhầm nhau chút đỉnh thôi mà. Anh ấy đâu phải là người thường, cha chú là thượng thư án sát cả đó. Anh hai vừa cho tôi xem chứng nhận của vua Cao Miên, anh định bỏ sang Nam Vang. Anh muốn chị xin lỗi. Thiếu tá chuyển dùm lời xin lỗi của tôi. Viên thiếu tá cười ha hả, nói vọng vào trong buồng. Nghe rõ cho anh hai, cha xin lỗi anh rồi. Trần Văn Lai bước ra ở cửa buồng, chị Chính đã nắm chặt tay chồng. Việc con vậy mà, anh giận em sao? Em xin lỗi nghe. Về với em, đừng đi đâu nữa mà. Lai ấp úng chưa biết xưng hô thế nào, anh ngồi xuống ghế im lặng. Chị Chính mạnh dạn. Thiếu tá khuyên dùm anh cho tôi một lời xem. Trần Văn Lai nguôi giận dần, anh đứng dậy. Để lời thiếu tá, tôi thứ lỗi cho cô. Viên thiếu tá tiễn hai vợ chồng ra xe, Trần Văn Lai vẫn giữ thái độ im lặng.
Anh chưa biết lái xe thuộc lớp người nào và vợ anh đã nói những gì với anh ta. Chị Chính cũng đang theo đuổi ý nghĩ riêng. Từ mấy hôm nay, chị đã kể cho cậu ruột, tức là chủ tiệm vàng Phú Xuân, nghe về Nguyễn Văn Đại, tức nhà thầu khoán Mai Hồng Quế, người yêu của chị trước ngày cách mạng tháng 8. Chị không quên tô vẽ gia thế và tài năng của Đại, nhưng chị vẫn có những dè dặt riêng. Lỡ anh Đại quá giả, quá xấu trai, tính tình không hợp với chị thì sao? Chị chưa thật sự tranh thủ sự đồng tình của cậu vì còn muốn để lại một khoảng cách tiện cho việc rút lui của mình. Vừa qua, chị đã làm một việc quá khả năng của mình. Chị không ngờ mình có thể vồ vập chồng một cách tự nhiên như vậy. Chị thoáng đỏ mặt vì xấu hổ. Mà tại sao anh ấy cứ ngồi im không nói chuyện với mình nhỉ? Anh ấy biết nói gì khi có mặt người lái xe ở đây? Mình sơ ý quá, không kịp giới thiệu hai người với nhau. Chị chủ động gợi chuyện trước. Chú Sáu, anh Đại là người cùng quê với gia đình ta ở Bắc. Dạ. Anh Đại là cháu vợ bác Phạm Gia Nùng, làm bố chính tỉnh Bắc Ninh. Bác Nùng cùng họ Phạm nhưng thuộc ngành trên, thầy cháu thuộc ngành thứ. Dạ. Anh Đại có bằng của vua Miên cấp cho. Anh cho chú Sáu xem bằng đi. Trần Văn Lai trao bằng cho vợ, những hình vẽ sinh động, chữ Miên ngoằn ngoèo cùng với chiếc dấu to tướng đỏ chói bên cạnh dán ảnh người được cấp bằng, cả đóng dấu nổi. Chị Chính trao bằng cho chú Sáu. Chú tài xế suýt xoa. Quý hóa quá, mấy người đã có vinh dự như thầy hai. Bà quá khen, cháu chưa làm gì để nối nghiệp cha ông. Cụ Phú Xuân đã quen anh chưa? Chị Chính đỡ lời. Chưa đâu chú Sáu, cậu Phú Xuân là em ruột mẹ tôi, còn anh Đại có họ hàng thầy tôi, nên hai bên gặp nhau. Anh Đại định sang Nam Vang vào làm việc trong hoàng cung. Tôi bàn với cậu Phú Xuân đón anh Đại về. Cô nghĩ vậy là phải lắm. Lát nữa qua cảng miền Tây, chú Sáu cho chúng cháu xuống mũi đàng lặt vặt. Thầy hai và cô cứ tự nhiên, tôi ngồi chờ ngoài xe. Không nên thế, chú Sáu chờ dùm vali của anh Đại về, báo cho cậu tôi biết trước. Chúng tôi ngồi taxi về sau. Khi chỉ còn hai người đi sánh đôi trên vỉa hè, Trần Văn Lai lên tiếng trước. Tôi chỉ sợ không nhận ra đồng chí. Tôi cũng vậy. Chị đóng kịch giỏi lắm. Thoáng thấy nét ngượng ngùng trên mặt vợ, Trần Văn Lai hỏi tiếp để làng chuyện. Kế hoạch sắp tới của chị dự định thế nào? Chị giao tôi việc gì? Cậu Phú Xuân giàu lắm, muốn kiếm việc làm cho anh không khó. Nhưng mục đích của anh vào đây không phải để làm thợ vàng. Nếu anh gánh vác được nhiệm vụ quản lý rồi tiến dần lên thì tốt. Cậu Phú Xuân có giấy xuất cảnh, đang rất cần người giao dịch với các nước. Nhưng trình độ văn hóa tôi kém lắm. Anh đừng lo, làm cái anh tư bản chủ yếu là có cái đầu óc biết tính toán. Cậu Phú Xuân, cụ Cả Mai thông gia với cậu tôi, và nhiều chủ hiệu vàng đều mù chữ. Trước mắt tôi, hãy lo cho anh đủ giấy tờ hợp pháp sống ở Sài Gòn đã. Việc này cậu tôi lo được. Chỉ khi nào anh hay tôi bị bắt, ta mới cần nhờ đến thế lực của Phạm Phong Ngư. Trần Văn Lai còn thắc mắc. Như vậy hàng ngày tôi sẽ làm gì ở cửa hiệu vàng? Là thượng khách, ăn và nghỉ. Tôi đang làm thư ký ở đây. Gặp áp phê nào ngon, tôi sẽ báo trước để anh góp ý với cậu tôi. Nếu vậy những áp phê thu về vài chục vạn, cậu tôi sẽ bốc anh lên tận mây xanh. Chị dành buôn bán nhỉ? Tôi nhập cuộc trước anh, là được ở trong môi trường của ông cậu bà mợ dạy dỗ các mánh khóe làm tiền, nên tôi biết điệu hơn. Anh đừng bỏ qua cơ hội này. Vâng, tôi xin nghe lời chỉ bảo của chị. Chiếc xe du lịch sang trọng đậu xịt trước cửa hiệu vàng. Ông Phú Xuân đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Đúng 7 giờ tối, còn nhà Bình có khác, không đến sớm hay chậm hơn giờ hẹn nửa phút. Ông Phú Xuân ra tận cửa đón khách. Người khách to cao vạm vỡ, tóc trải bóng mượt, mặc quần tạch can, áo lụa mỡ gà, lên tiếng hỏi bằng giọng Huế. Chào ông Phú Xuân, ông Đại đâu? Xin lỗi trung tá, tôi muốn dành cho cháu niềm vui bất ngờ.
Đến giờ này tôi vẫn chưa cho cháu biết về sự hiện diện của trung tá. Người mới đến cười hô hố. Hồng Vũ Xuân luôn có thói quen giữ bí mật nguồn hàng của mình, mặc dù món hàng đó không phải là vàng mà là người. Xin phép trung tá được góp ý, món hàng này còn quý hơn vàng nhiều. Vậy ông cho xem hàng đi. Nè, có phải đây là tấm bằng của ông Đại? Đúng là chữ Gian núp ký rồi. Ông lựa cái khung này không đẹp, vàng son lòe loẹt quá. Hoặc là ông dùng kiểu khung thật nhã, hoặc là ông cho lồng vào chiếc khung có chạm rồng vườn Hòa Châu. Thưa, chúng tôi xin lĩnh ý trung tá. Mời trung tá sang phòng khách. Ông Phú Xuân quay lại phía cô cháu gái. Cháu báo Đại lên gặp cậu và trung tá ngay đi. Chính nhân mình xin phép người khách lạ. Chị hiểu đây là nhân vật nhiều quyền thế, có khả năng quyết định tương lai của anh ấy. Anh không thể đảm chức quản lý của tiệm vàng, anh chỉ có thể tiến thân theo nghề nghiệp của anh. Ông cậu Phú Xuân đã nhìn thấy mối lợi do anh đưa đến ngay trong lần tiếp xúc đầu tiên. Cũng vì vậy, ông không những không ngăn cháu gái tiếp xúc với chàng trai xa lạ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho đứa trẻ. Ông nghĩ cách lăng xê đứa cháu rể tương lai của mình thế nào để vừa có lợi đơn lợi kép, lợi cho cháu ông tạo được cơ hội làm giàu và lợi cho ông thêm thần thế. Với đầu óc con buôn, ông nghĩ ngay tới phủ đầu rồng. Đây cũng là loại cung đình, chỉ khác ở chỗ người ngự trị trên ngai vàng không phải là vua mà là tổng thống. Tại sao cháu rể ông đã lọt vào được hoàng cung ở Huế và Nam Vang lại không thể có mặt ở cung vua ngay tại Sài Gòn? Ông làm một khung ảnh mạ vàng, một lớp giày ở xung quanh để treo tấm bằng có chữ ký của vua Cao Miên ở chính giữa nhà, chỗ mọi người dễ nhìn thấy nhất. Ông nhắn tin với người khách hàng, nhờ người nọ người kia dắt mối, và cuối cùng ông đã tóm được gáy tên trung tá Huỳnh Giá, trưởng phòng nội dịch của Dinh Độc Lập. Ông mời Huỳnh Giá đến chơi nhà. Ông báo tin trước cho cháu rể, nhưng ông không muốn cho cháu rể tiếp xúc với viên trung tá từ những phút đầu tiên. Làm như thế, cháu ông dễ bị thất thế trước viên trưởng phòng nội dịch uy quyền, giàu có và lõi đời này. Trần Văn Lai bước vào phòng khách. Huỳnh Giá đứng dậy nghiêng mình. Trung tá Huỳnh Giá, trưởng phòng nội dịch phủ tổng thống, xin hân hạnh được tiếp ngài. Tôi vừa nghe ông Phú Xuân kể về thân thế sự nghiệp của ngài. Tôi chưa hân hạnh được gặp mặt, nhưng đã nghe nói đến quan thượng thư Phạm Gia Thụy, quan bố chính Phạm Gia Nùng, và tôi có quen biết trung tá Phạm Phong Ngư. Xin lỗi trung tá, vì trước đây 2 phút tôi mới được cô chính cho biết về sự có mặt của trung tá liên quan đến nghề nghiệp của tôi. Đúng, tôi muốn mời ngài đi thăm dinh tổng thống và góp ý với tôi nên trang bị cho thế nào thích hợp. Trước hết, tôi muốn nghe ngài kể tường tận về chuyến đi Cao Miên năm 1948. Trần Văn Lai đã chuẩn bị sẵn. Viên trung tá này đâu chỉ muốn nghe chuyện ly kỳ về vẻ uy nghi của cung vua hay những nét yêu kiều lộng lẫy của các cung tần mỹ nữ Cao Miên. Gã muốn kiểm tra lý lịch và trình độ nghề nghiệp của anh. Nếu thoát khỏi kỳ kiểm tra lý thuyết, anh sẽ qua sát hạch và thực hành. Nếu được chấp thuận, anh sẽ nhận được nguồn hàng vô cùng béo bở mà hàng vạn kẻ khác đang mơ ước nắm được. Anh sẽ trở thành nhà thầu khoán. Dứt khoát là cậu Phú Xuân sẽ cấp vốn ban đầu cho anh, và anh có đầy đủ khả năng để lọt vào đội ngũ những nhà thầu khoán đúng như nhiệm vụ được giao. Anh trình bày tỉ mỉ về cuộc hành trình của mình qua Nam Vang, không quên kể thêm những chi tiết rườm rà nhưng rất có ích cho anh, như tả hình dáng vua, hoàng hậu, các hoàng tử, công chúa Cao Miên, từ cách họ đi, đứng, nói năng, cười đùa đến những bộ quần áo họ mặc, cái bát, cái chén, cái đũa họ dùng, giường nằm của họ. Trung tá Huỳnh Giá không ngắt lời Lai, còn ông Phú Xuân gật gù tán thưởng. Ông sai đem những loại rượu thượng hảo hạng lên tiếp khách, những món nhắm lần lượt được đưa ra. Trần Văn Lai khéo léo đánh vào thị hiếu khách bằng cách so sánh sự sang trọng quyền quý oai vệ trong triều đình nhà Nguyễn với ông vua ở Nam Vang.
Anh chỉ ngừng lời khi viên trung tá đã ngà ngà say, lộ vẻ thỏa mãn vì được nghe nhiều chuyện lý thú. Ngày hôm sau, đích thân trung tá Huỳnh Giá lái xe đưa Lai vào dinh tổng thống. Phải chăng viên trung tá này trọng vọng anh, đối xử với anh như những bậc ngang hàng? Không hẳn vậy, viên trung tá chưa muốn cấp giấy chứng nhận cho anh có quyền tự do ra vào dinh tổng thống, nên anh phải gánh vác vai trò lái xe. Nếu anh không có tài, hắn thải hồi anh ngay và chả một ai trong dinh biết mối quan hệ này của hắn, để rồi thì thào trách hắn là thiếu cặp mắt tinh đời. Trong trường hợp anh có tài thực, hắn là người giữ độc quyền phát hiện ra anh, hắn sẽ được tổng thống tin cậy và cái lon đại tá dễ dàng gắn trên ve áo hắn. Sau chuyến tham quan, Trần Văn Lai đặt cho viên trung tá câu hỏi: tôi sẽ không nói một lời nào nếu trung tá còn giấu giếm tôi về quan điểm trang trí. Tổng thống của ta có hạn chế chi tiêu trong việc làm đẹp cho nơi này không? Nói chung là không. Thưa trung tá, xin thú thật là tôi không ưa nói nước đôi hoặc nói chung. Tôi chỉ muốn nghe dứt khoát một tiếng có hoặc không. Huỳnh Giá cười khanh khách: ngài bắt chẹt tôi quá xá. Tuy vậy, để làm cho vui lòng ngài, trung tá Huỳnh Giá này xin trả lời một chữ không. Trần Văn Lai vỗ tay cười khoan khoái: cảm ơn trung tá, tôi nhận rằng trung tá trả lời thành thật. Cả nước ta chỉ có một dinh tổng thống, nơi tiếp đón bao nhiêu đoàn khách từ năm châu với đủ màu da khác nhau đến thăm, lẽ nào ta lại tiếc tiền? Ngừng một chút không thấy người đối diện có phản ứng gì, Lai nói tiếp: vòng số 7 tầng 2 có bộ sa lông bọc bằng loại vải đẹp. Xin lỗi, trong kho của trung tá còn loại vải này không? Còn nhiều. Xin trung tá cấp cho 10 mét. 3 ngày sau tôi sẽ thuyết trình đề án trang trí lại dinh tổng thống với trung tá. Ngài không có ý kiến sơ bộ ngay bây giờ được sao? Trần Văn Lai lắc đầu vẻ kiên quyết: không được, như vậy là hấp tấp. Sau này tôi sẽ xin trung tá 3 tháng để sửa soạn đề án hoàn chỉnh. Đúng hẹn, Huỳnh Giá lại đích thân lái xe đến đón Lai. Trần Văn Lai yêu cầu lên phòng số 7 lầu 2. Anh lắp vỏ bọc mới và chiếc ghế sa lông, vừa trình bày: thưa trung tá, câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ chiếc ghế này. Mời trung tá ngắm hai chiếc ghế. Trang trí theo kiểu của tôi tốn 10 mét vải, nhưng các bông hoa trên vải đều nở cùng chiều. Hoa nở ở đệm ngồi, chỗ tựa lưng, chỗ đặt tay. Nghệ thuật trang trí hơn hay kém người là chỗ đó. Huỳnh Giá gật gù vẻ tâm đắc. Trần Văn Lai đã đi nước cờ cao. Anh dành cho viên trung tá một bất ngờ, từ việc thông thường nhất là bọc ghế sa lông. Cầm mảnh vải sọc trong tay, người thợ may biết cách đo may, làm sao người lùn mặc như cao thêm và người cao như thấp xuống. Trong lúc đi xem dinh tổng thống, anh chú ý đến căn phòng vải hoa. Với cặp mắt nghề nghiệp, anh dễ dàng chỉ cho viên trung tá thấy thiếu sót của người đi trước mình. Nhưng anh đã tự kìm mình lại để đến giờ phút này đón nhận sự khâm phục của đối phương. Anh tiếp tục tấn công: tôi rốt về chính trị, tôi không rõ trên thế giới đã có bao nhiêu nước đặt quan hệ ngoại giao với ta. Huỳnh Giá tặc lưỡi: cứ coi là 100 nước. Trần Văn Lai rảo đón: xin phép trung tá cho tôi được nói thẳng vào việc. Ở miền Bắc chúng tôi có câu nói thật mất lòng, tôi ngại trung tá vật ý. Huỳnh Giá xua tay: không hề gì, chỗ nào chưa đạt yêu cầu xin ngài cứ nói. Nếu trung tá được bổ nhiệm làm đại sứ bên Mỹ chẳng hạn, trung tá sẽ treo ảnh đào chiếu bóng lõa lồ hay treo tranh tố nữ trong phòng riêng của mình. Trên thế giới có châu Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Úc. Có người da trắng, da vàng, da đen, da đỏ. Nếu mỗi đoàn ngoại giao vào dinh tổng thống ta tiêm trong căn phòng bài trí theo phong tục tập quán nước họ, chắc chắn ta sẽ thu được cảm tình nhiều hơn. Đúng, chúng ta nhiều tre, lắm trúc, sao ta không chọn loại trúc bóng như ngà làm manh cửa? Có lý. Cứ như vậy, Huỳnh Giá bị chinh phục, gã ướm thử.
ngài có ý định trở thành nhân viên trang trí thường trực của phủ tổng thống không? Trần Văn Lai xua tay. Tôi chưa có ý định đó. Vì thứ nhất, riêng dinh tổng thống này không đủ việc cho tôi làm. Thứ hai, nhiều nhà tù khoán thường quen tự do, không thích gò bó. Thứ ba, xin nói thẳng là làm ở ngoài kiếm được nhiều hơn. Huỳnh Giá đứng dậy. Thôi được, tùy ý ngài. Số điện thoại của tôi đây, bất cứ lúc nào ngài cần, ngài có thể gọi cho tôi, để tôi cho gọi tài xế đưa ngài về. Ngài nhớ gửi cho tấm hình để làm giấy chứng nhận ra vào cổng. Khi nào cần đi đâu, ngài sẽ có công lệnh. Ngồi trên xe, Trần Văn Lai phân vân mãi về quyết định của mình. Anh không nhận làm nhân viên trang trí là đúng hay sai. Tìm được cách lọt vào phủ tổng thống Ngụy đâu có dễ dàng. Dù sao cơ hội vẫn chưa bị mất. Nếu nhận được chỉ thị của cấp trên, anh sẽ làm việc đó. Trước mắt cần xin ý kiến cậu Phú Xuân để các hợp đồng ký kết giữa Trung tá Huỳnh Giá và nhà thầu khoán Mai Hồng Quế sẽ có lợi cho cả đôi bên. Con đường làm giàu của anh đang mở ra nhiều chiều hướng tốt đẹp. Anh Hai, chú Năm, anh làm sao vào được đây? Anh sống công khai bí mật, hợp pháp hay bất hợp pháp? Không nên nói nhiều, biết như vậy sẽ mau già. Để bảo đảm giữ bí mật, chú không được phép dò tìm chỗ ở của tôi. Bao giờ cần, tôi sẽ có cách liên hệ với chú hoặc cô ấy. Thế nào, ông cậu cho của hồi môn cả một dinh cơ ở đường Tự Đức à? Vâng ạ, chúng tôi được một biệt thự 3 tầng, có vườn trồng nhiều cây ăn quả ở số 8 đường Tự Đức. Cô chú đã mua xe riêng? Vâng, với kinh doanh phát đạt lắm. Bây giờ tôi làm thầu khoán kiến trúc. Nhà lộ vận nhượng cho cái xe vận tải anh, nhãn hiệu Hino Pickup, và xe du lịch 4 chỗ ngồi hiệu Citroen. Xe này có bộ nhíp rất tốt, nếu lật đệm lên xe thành vận tải. Từ ngày có xe, chủ nhật nào vợ chồng tôi cũng đi chơi ô cấp Đà Lạt. Mình cứ đi luôn cho tụi cảnh sát nó quen mặt quen xe, để khi nào các anh gọi là đi được ngay. Tốt lắm, có việc này cần nhờ đến chú đây. Anh cứ chỉ thị. Các anh ở trên cần bản đồ hệ thống đường cống ngầm của Sài Gòn. Mình đã liên hệ với một đồng chí hiện làm kỹ sư cầu đường, tên là Ba Duyên. Lúc đó chỉ trao đổi bí số, không nói tên thật. Anh Ba lấy được bản đồ rồi, nhưng không làm cách nào gửi ra được, vì bản đồ to và rộng. Nếu chú chuyển bằng ô tô thì có tiện không? Trần Văn Lai suy nghĩ khá lâu. Từ những năm kháng chiến chống Pháp, Lai đã quên và hiểu khá tường tận về anh Hai Chí. Giờ đây anh Hai là cấp chỉ huy trực tiếp của Lai. Lai có nhiệm vụ phục tùng, nhưng vẫn có quyền đề xuất ý kiến. Anh đề nghị. Cuộn tròn chiếc bản đồ giấu trong lốp dự trữ của xe du lịch không khó khăn lắm, nhưng như vậy chưa đảm bảo an toàn tuyệt đối. Có một cách khác vận chuyển chắc ăn hơn. Cách nào? Anh trao bản đồ cho tôi. Du lịch có bắt được nhà thầu khoán chở bản đồ trên xe cũng không hề gì. Nhưng tôi sẽ cắt bản đồ thành 10 hay 15 mảnh khác nhau, đánh số thứ tự và dấu gọn vào đệm xe Honda. Anh Ai Chí vỗ vai. Đồng ý, mình quên quấy mất tài trang trí của cậu. Ra ngoài kia, các đồng chí của chúng ta sẽ ghép lại. Trong trường hợp bị địch phát hiện, chúng khó lòng truy tội người ngồi trên xe Honda. Hay lắm, mình sẽ đem bản đồ đến nhà riêng của cậu. Nửa tháng sau, anh Ai Chí đến gặp Năm Lai. Đồng chí VTN, thường vụ đảng ủy đoàn biệt động thành, muốn kiểm tra một số cơ sở nội thành. Đồng chí chưa có giấy tờ hợp pháp, liệu chú có đảm bảo việc này được không? Có lẽ tôi sẽ xin công lệnh của tay Quỳnh Giá. Tùy cậu. Thời kỳ này Lai liên hệ với cơ quan viện trợ kinh tế Mỹ, nên anh em gọi là Năm USOM. Hôm sau, theo đúng kế hoạch hợp đồng, chiếc xe Citroen du lịch đậu đúng điểm hẹn. Trần Văn Lai bước ra xe, nhấc mũ, vuốt tóc hai lần. Nhận đúng ám hiệu, đồng chí VTN từ ngõ hẹp bước ra. Bất ngờ, anh chạm trán với một đội tuần cảnh. Do ít vào hoạt động nội thành, đồng chí N thoáng giật mình. Sơ hở này, Lai thấy ngay, và bọn địch cũng phát hiện được. Nhanh trí, Lai nhìn thẳng vào đồng chí N và sững sờ. Sao còn lẩn quẩn ở đây?
đã mua được che chúc gì chưa? Nhận ra phút nguy hiểm do sơ suất của mình, đồng chí N làm vẻ lúng túng sợ sệt. Thưa chú, cháu làm mất hết tiền rồi. Trần Văn Lai giáng luôn cho cháu một bạt tai và mắng: đồ cơm toi, hôm nay về mày chết với tao. Dù màn kịch có khéo vẫn không xóa nổi mối nghi ngờ của tên đội trưởng tuần cảnh, hắn lễ phép thưa: ông và người này quen biết nhau thế nào? Xin ông cho tôi coi giấy đi. Chữ ký của Huỳnh Giá kèm con dấu của phủ tổng thống khiến hắn lúng túng và chịu thua. Nhưng hắn vẫn hỏi vặn: sao các ông không xuống miền Tây mà mua? Ở đây che chúc mắc gấp nhiều lần. Trần Văn Lai rút bao thuốc bê đi đăng, mời tay đội trưởng và cả bọn nhún vai. Che chúc ở đây hơi mắc, nhưng nó trơn và đẹp hơn, không bị mọt. Mình lựa loại tốt làm đẹp cho dinh tổng thống chứ. Đôi 3.000 nhằm nhò gì? Trần Văn Lai mở bóp lấy luôn tờ 500 đồng. Trong nghề làm ăn, dịp may gặp anh em ở đây, quà đãi mấy anh em một chầu cà phê. Mình còn qua lại đây nhiều, còn gặp nhau mà. Từ này Lai gọi anh N. Sợ anh chưa quen xe du lịch, Lai mở cửa sau ở phía bên kia, hỏi to giọng: tao lái hay mày lái? Và anh khoát tay quyết định: mày vừa mất cắp tay còn run, và xui nữa, thôi để tao. Hai chú cháu bước lên xe, Lai vẫy tay chào cả bọn rồi vọt nhanh. Anh N quay sang Lai: cảm ơn đồng chí đã cho tôi cái bốp tai đúng lúc, vừa che mắt tụi nó, vừa dặn tôi bài học tỉnh táo và linh hoạt trước kẻ thù. Xin lỗi đồng chí vì tình thế bắt buộc. Chẳng sao, đồng chí xử trí như vậy là đúng, rất đúng. Anh N xoa má và cười, rồi nói tiếp: mặc dù bây giờ tôi vẫn còn đau. Thế nào, đồng chí bố trí cho tôi ở đâu? Báo cáo, tôi sẽ đưa đồng chí tới Sa Tích Băng, một nhà băng của anh. Vợ chồng đồng chí Nguyễn Hữu Hậu là cơ sở rất đáng tin cậy của tôi. Không còn chỗ nào khác sao? Có chứ, nhưng không đảm bảo bằng ở đây. Vì sao vậy? Mình cũng ở chung nhà với tụi anh à? Báo cáo đồng chí, những anh em hoạt động ở trong thành phố nắm chắc địa điểm của bọn người nước ngoài, tụi Mỹ soi mói, đa nghi. Người anh có thái độ mà ta thường gọi là phớt ăn lê, rất độc đáo. Nếu không được mời, không bao giờ hai tên chủ nhà băng là Cút và Mắc Lao tự tiện sục vào nhà bồi bếp. Cũng chưa lần nào chúng kiểm tra giấy tờ khách ra vào nhà băng. Gia đình đồng chí Hậu ở lầu 1, tụi chủ ở trên gác. Việc đi lại có khó khăn không? Không khó lắm. Cách đây mấy hôm, đồng chí Hậu có làm tờ khai mất giấy căn cước đã được cảnh sát chứng nhận. Thằng Mắc Lao cũng đã cấp giấy chứng nhận tạm thời. Đồng chí dùng tạm giấy đó trong thời gian ở thành phố. Rồi sau đó thế nào? Báo cáo đồng chí, anh Hậu sẽ ra đồn cảnh sát trình bày là nhận được đủ giấy tờ bị mất. Ở trong này, ở báo nào cũng mở mục giao vặt, chuyên giao chuyện bán nhà, bán xe, tìm trẻ lạc, mất ví, tài chính. Bọn kẻ cắp làm cú telephone gọi cho người bị mất cắp, hẹn đem tiền tới nơi nào đó rồi nhận, sẽ cho chuộc lại giấy tờ. Tại sao chúng không bố trí bắt khi trao giấy tờ? Xã hội Sài Gòn là như vậy đó anh Tư. Người lương thiện sợ băng cướp trả thù. Hơn nữa, số tiền bỏ ra lo lót để có giấy tờ nhiều khi còn lớn hơn vài chục lần tiền chuộc giấy tờ cũ, nên chẳng ai muốn gây khó dễ cho mình. Ngân hàng Anh Quốc ở số 3 đường Võ Duy Nguy. Hôm đó có một vành đai cảnh sát. Có một chuyện gì đặc biệt xảy ra ở đây? Chẳng lẽ lượn xe chạy vòng vèo trong thành phố? Nếu cứ cho xe chạy vào cổng, nhỡ tụi cảnh sát nó đòi kiểm tra giấy tờ thì sao? Rất nhanh, Trần Văn Lai đánh giạt xe sang phía rìa đường. Lai đứt một mối dây điện, xe chết máy. Lai bật capo sửa, không kết quả. Hai tên cảnh sát ập đến: ê, đưa xe đi chỗ khác ngay đi. Mấy thầy thông cảm cho, tôi làm bồi trong nhà băng, giấy tờ do chủ Mắc Lao ký cho tôi đây. Mấy thầy làm ơn cho, làm phước để dùng cái xe vô cổng. Tôi xin hậu tạ hai chai rượu rum. Việc đẩy chiếc xe du lịch trên đoạn đường dài 20 mét đối với bọn cảnh sát không có khó khăn. Khép cánh cổng lại, Nam Lai sai cháu lên lấy hai chai rum ở nhà bác Hậu đưa xuống đây để đãi mấy thầy.
Tuy ngỡ ngàng nhưng đồng chí N vẫn xăm xăm bước lên cầu thang. Nam Lai vỗ vào đùi. Chết cha, chìa khóa còn đây. Mấy thầy trông giùm xe. Trần Văn Lai đuổi kịp đồng chí chỉ huy. Anh gõ cửa căn phòng theo ám hiệu. Nguyễn Hữu Hậu ra đón khách. Vừa vào trong nhà, Nam Lai hỏi ngay. Xin anh cho 2 chai rum và bao thuốc 555 nữa. Làm chi vậy? Đấu mõm cho tụi cảnh sát. Chúng nó đang ở dưới nhà. Nam Lai vừa kéo cửa lại, đồng chí N nói thêm. Nhà này khá đấy. Xin vào đây có khó không? Anh hỏi Hậu. Đồng chí Hậu cho thêm đá và cốc bia, mời khách và nói. Và các đồng chí công phu lắm, mình cũng phải chịu tốn kém nhiều mới mua được cả ekip tụi nó. Nguyễn Hữu Hậu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sau năm 1954, tiểu đội trưởng Nguyễn Hữu Hậu được phân công ở lại Sài Gòn. Anh làm nghề thợ bạc. Khi anh cảm thấy có thể làm ăn ở nhà băng Satech của anh mới xin vào đây làm bồi, chuyên tưới cây giặt rũ, rửa chén với lương tháng 2.000 do ông Tư Mập, lương tháng 15.000 đồng chỉ vẽ. Là cách nào đẩy Tư Mập đi để mình ngồi vào chỗ của nó. Anh đưa nước đòn tâm lý theo kiểu sút của những tay anh chị Sài Gòn. Nhân một bữa tiệc đãi Tư Mập, anh tôn hắn lên làm thầy và nói nịnh. Đệ tử xin sư phụ cho một ân huệ. Tài như sư phụ vào mảnh đất nào cũng dụng võ được. Sư phụ nhường cho đệ tử chức bếp chính của sư phụ hiện nay. Tư Mập lim dim, mặt khoái trá. Biết tài qua như vậy là được. Liệu chú mày có tiền chồng đủ cho qua 100.000 đồng không? Với loại này không nên cò kẻ bớt một thêm hai. Nguyễn Hữu Hậu nghĩ thầm và nhận lời. Tư Mập truyền lại bí quyết nhà nghề về khẩu vị của tên chủ mắc lao và thằng cút thế nào, và những tên khách đàn ông đàn bà ăn lê của nó. Tuổi này ưa món gì, tiếng nói và sức nặng của ông chủ ra sao. Các món ăn ngày thứ năm chủ nhật, ngày lễ sinh nhật của chúng. Tư Mập còn bày ra thủ đoạn ăn cắp tiền trợ của hắn, và cả những món ăn thừa, những loại giấy tờ hóa đơn cần lưu trữ để phòng chủ soát lại. Nhờ đó, Nguyễn Hữu Hậu chiếm được cảm tình và lòng tin của chủ. Anh nhận làm bếp kiêm quản gia và gài những người thân vào trong gia đình của chủ nhà băng Satech. Nhờ vậy mà giờ đây đã trở thành cơ sở tin cậy của Nam Lai. Nam Lai mở cửa phòng, dặn dò chủ nhà thêm vài câu. Nguyễn Hữu Hậu tươi cười nói với đồng chí N. Từ hôm nay căn phòng này là của đồng chí. Chỉ yêu cầu đồng chí giữ là không cho làm ồn. Khi đi khỏi phải xin phép chủ. Đồng chí N xoa hai tay vào nhau và nói luôn. Cái thứ mất tự do này và gọi là kỷ luật sắt, tôi xin chấp hành nghiêm túc. Hơn một tuần lễ rồi, Trần Văn Lai đứng ngồi không yên. Anh muốn dẹp tất cả các công việc lại. Không buôn bán, không thuê mướn công nhân, không nhận thêm hàng nữa. Bao nhiêu việc choán hết tâm trí anh. Anh phải nhận đơn của khách hàng này, ký hợp đồng với khách hàng khác. Tiền của cứ chạy vào nhà, xong anh không có cách nào cứu nổi người vợ đang lâm bệnh. Người đồng chí của anh, chị Phạm Thị Phan Chính, đã hy sinh tất cả vì anh, đã giúp anh xây dựng cơ ngơi này, bảo đảm thay anh quản lý mọi công việc để anh rảnh tay trị bệnh gì. Tình trạng sức khỏe của chị suy sụp trông thấy. Hàng ngày ngoài công việc gánh vác phần việc của vợ để lại, Nam Lai còn dành thời gian ngồi bên vợ. Chị Chính nắm tay chồng. Anh đang có việc cần suy nghĩ phải không? Nam Lai lắc đầu. Anh lo cho bệnh tình của em. Chị Chính cười. Không đúng, anh đừng giấu em. Nhìn vào mắt anh, em đoán được ngay. Nam Lai xác nhận. Từ ngày lấy nhau, anh không giấu em được việc gì. Không hiểu tại sao mỗi lần nói dối em, anh thường ngượng và lúng túng lắm. Nam Lai kể cho vợ nghe câu chuyện đang dằn vặt anh. Theo những tin tức ta nắm được, địch dự kiến thả hai cán bộ của chúng ta đang giam giữ ở Côn Đảo là Phạm Quốc Sắc, hiện là trưởng ban thanh tra tỉnh ủy Long An, và Phạm Trọng Bình, cán bộ cao cấp, nay đã về hưu, với điều kiện có người Sài Gòn đứng ra bảo lãnh. Ai sẽ làm việc này? Âm mưu của địch trong vụ này như thế nào? Phải chăng đây là con mồi nhử chúng ta bộc lộ tổ chức?
rất có thể là kẻ địch bị bắt buộc phải làm việc này để xoa dịu dư luận đấu tranh của quần chúng, trong khi chúng vẫn nắm đọng trôi, vẫn quản thúc, giám sát mọi hành tung của hai đồng chí. Nam Lai và anh Hai Chí đã trao đổi nhiều lần, vẫn chưa tìm được lối thoát. Chả lẽ có cơ hội cứu đồng chí của mình mà cứ để mặc vậy sao? Nhưng ai sẽ nhận, viện lý do gì để nhận? Nam Lai và Hai Chí cũng nhiều đồng chí khác chưa biết mặt, chưa nắm được lai lịch của hai đồng chí trên và khai báo với địch ra sao đây? Chẳng lẽ lại vỗ ngực tuyên bố, tôi là cộng sản, tôi xin nhận hai đảng viên cộng sản này về gia đình? Khó quá, mỗi ngày trôi đi càng thêm bất lợi cho hai đồng chí. Chị Chính chớp mắt, trong óc người đàn bà đảm đương này nảy ra một mưu kế hay. Chị bàn với chồng, em cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa, trước khi nhắm mắt từ giã cõi đời này, em muốn được cống hiến những khả năng còn lại cho cách mạng. Chị Chính ngừng lời vì mệt và xúc động. Nam Lai rót cho vợ ly nước sâm. Chị Chính nhìn chồng âu yếm, anh đừng dính vào việc này, anh cần rảnh rang vì còn nhiều việc phải làm. Nếu nội vụ vỡ lở, một mình em gánh chịu. Em họ Phạm có chữ lót phan, em làm đơn nhận hai anh về vì các anh là anh nuôi của em. Không ổn đâu em, em đâu biết mặt mũi quê quán của anh đó. Trong đơn em sẽ viết, trước khi qua đời, mẹ tôi có dặn rằng tìm được hai người anh nuôi là Phạm Quốc Sắc và Phan Trọng Bình. Nay gặp hai anh, tôi xin lãnh về gia đình để nuôi dưỡng. Nam Lai thầm cảm ơn vợ. Tuy nằm trên giường bệnh, song đầu óc chị vẫn tỉnh táo minh mẫn. Chị có cái nhạy cảm của người phụ nữ hoạt động bí mật trong lòng địch, nên có sự đối phó kịp thời. Như việc nhận ngay hai họ Phạm và Phan trùng với họ và chữ lót của mình. Thấy chồng đắn đo, lưỡng lự, chị Chính tấn công thêm. Đồng bạc đâm toạc tờ giấy mà anh, ta chỉ cần quảng ra vài ngàn lo lót, mọi việc sẽ ổn thôi. Trong trường hợp hai anh biến ra rờ, ta sẽ có cách khai báo với chúng. Nam Lai siêu lòng, anh nắm chặt bàn tay nóng bỏng của vợ đưa lên môi mình. Trời, không lẽ anh mất em sao? Không có cách gì cứu con người hiền dịu thông minh như em thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo này sao? Cảnh nghiệt quá. Hơn lúc nào hết, Nam Lai càng thấy yêu vợ, gắn bó với vợ. Anh gục đầu trên vai chị nức nở. Chị vuốt tóc an ủi chồng, em rất muốn sống trọn đời với anh, tiếc rằng em không để lại cho anh đứa con nào. Số phận đã như vậy, anh cố gắng để em đạt được nguyện vọng cuối cùng của mình. Anh Hai Chí chấp thuận đề nghị của chị Chính. Nửa tháng sau, hai đồng chí Phạm Quốc Sắc và Phan Trọng Bình được thoát khỏi nhà lao Côn Đảo, về ở chung với em gái nuôi ở nhà số 8 đường Tự Đức, Sài Gòn. Anh Hai Chí đến gặp Năm U Som, tên thường gọi của Năm Lai, khi ra vào cơ quan U Som Mỹ. Nói với anh, để phục vụ kế hoạch đánh chiếm Sài Gòn này, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ thị cho chúng ta phải xây dựng những căn hầm chứa vũ khí bí mật. Thật vậy anh Hai? Gần tới ngày thành công rồi, phải không anh? Hơn một năm qua, kể từ khi vợ anh mất, đây là tin vui đầu tiên đến với Nam Lai. Anh săn đón. Hầm định xây ở đâu anh? Làm cách nào chuyển vũ khí vào được? Việc đó cấp trên sẽ lo. Cậu có nghe nói đến anh Hai Sang, anh Ba Đen, Ba Phong không? Các anh ấy là những cán bộ hậu cần tuyệt diệu của biệt động Sài Gòn. Bất cứ loại vũ khí gì, các anh ấy đều cung cấp được cả. Việc đầu tiên là ta cần có một ngôi nhà gần Dinh Độc Lập. Vậy nhà thầu khoán thường xuyên ra vào, thông thuộc đường ngang ngõ tắt trong Dinh Tổng thống. Nếu được chi viện thêm người, lại có súng đạn dự trữ, liệu có làm ăn được không? Được chứ, ta nên chọn nhà ở đâu? Tốt nhất là đường Trần Quý Cáp. Trần Văn Lai nói giọng của nhà thầu khoán giàu có. Tôi sẽ mua nhà. Trần anh băn khoăn. Rồi ai sẽ đến ở? Hai Chí gợi ý. Cậu cưới vợ đi, vợ ở đường Tự Đức, còn cậu đến ở đây. Nam Lai hạ thấp giọng. Tôi chưa thể nào quên người vợ cũ,
cô chính có nhiều kỷ niệm gắn bó với tôi quá. Hay là cậu chọn một người tin cận đóng giả làm vợ bé? Nhà thầu các cậu sống vậy là thường có phải không? Khoan lại nói chuyện đó anh ạ, để tôi xin mua được nhà, đào xong hầm đã. Chủ ngôi nhà 287/80 Trần Quý Cáp dọn đi ngay vì bán được giá hời. Năm nay chờ dụng cụ nhà thầu đến, anh chuyển vôi cát, xi măng, sắt thép từ nhà cũ sang nhà mới. Không ai nghi ngờ nhà thầu đến kiến trúc chuyên chở những vật liệu xây dựng. Năm nay thuê thợ đào bung nền nhà. Anh mời tên Lợi, cảnh sát hộ tịch đến uống rượu mừng chủ mới. Anh chỉ cho Lợi xem chỗ đất mới đào và chửi đồng. Đủ má, mấy thằng trai thiết kế ngôi nhà này ngu tới bà. Hố tiêu nó đào nông trệt để ứ mùi phân à? Vào tay tôi không chịu. Tôi đào thật sâu, làm hố tiêu tự hủy phân luôn. Nâng cốc rượu mừng, tên Lợi đáp. Anh Năm có cặp mắt chuyên môn nghề nghiệp, mới thấu hiểu thiếu sót của ngôi nhà. Tụi này người trần mắt thịt đâu có biết gì. Những ngày tiếp theo, Năm Lai rút dần số công nhân, khi chỉ còn lại một mình. Anh moi chỗ đất mới lên cho vào bao tải. Sáng hôm sau, nhà thầu quán lái ô tô vận tải. Trên thùng xếp ngổn ngang đủ loại cốt pha, dàn giáo, xi măng và cả hai bao tải đất mới đào đến một quãng vắng. Năm Lai quẳng hai bao tải đất xuống sông. Sau một tuần lễ, Năm Lai làm xong căn hầm sâu 3 mét, rộng mỗi chiều 2,5 mét, có cửa hầm, có đường ống ngầm, tức là những ống dẫn phân, chỗ thông hơi bậc lên xuống. Nếu không được báo trước, không một ai dễ dàng tìm ra cửa hầm. Năm Lai báo cáo thành công với anh Hai Chí. Hai Chí trình bày lại với đồng chí Nguyễn Văn Tăng, tức Tư Tăng, quê ở Sài Gòn. Anh là một trong số các chiến sĩ biệt động được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân sớm nhất. Anh chỉ thị cho Hai Chí: sáng mai nằm ở nhà, mình sẽ đến kiểm tra hầm. Đúng 7 giờ sáng hôm sau, một sự trùng hợp không hay đã xảy ra. Địch huy động lực lượng kiểm tra nhân khẩu các căn hộ ở đường Trần Quý Cáp. Lỡ chúng đến vào lúc anh Tư Tăng đang có mặt trong nhà thì sao? Trường hợp chúng đang kiểm tra mà anh Tư Tăng bất ngờ gõ cửa cũng không có lợi. Năm Lai không biết địa chỉ của anh Tư Tăng. Anh Hai Chí đã yêu cầu các anh hoãn việc kiểm tra lại một ngày, nên xử lý là làm sao đây? Năm Lai cố ý đón tên cảnh sát hộ tịch vào nhà. Anh nhăn nhó: xin lỗi chú Bảy, tối qua tôi đau bụng đi cầu 6 lần nên mệt quá. Chú làm ơn nói mấy ông kiểm tra nhà trước dùm tôi được không? Vì tôi không gượng dậy nổi nên phải đi nhà thương. Bảy Lợi xua tay: quyền ảnh đâu ở tôi anh Năm, mấy ông ở trên quận, trên ti về làm dữ lắm. Anh mệt, anh cứ đóng cửa lại mà nghỉ. Trần Văn Lai ôm bụng: để tôi ra đầu phố nhấm nháp đi cà phê đã, xem có đỡ không. Mời chú Bảy. Anh Tư Tăng đến vào lúc 10 giờ sáng. Năm Lai báo cáo tình hình và đề nghị: anh nghỉ tạm dưới hầm, tôi bố trí đèn điện và lỗ thông hơi đủ chỗ cho 6-7 người ở. Địch còn có cách ta 5 nhà. Theo kinh nghiệm, mỗi nhà chúng ở từ 7 đến 10 phút. Chiều nay, tôi lật nắp hầm, dẫn anh đến kiểm tra đường thoát lên gác và đường chui ra phía cửa sau. Anh Tư Tăng trầm ngâm: chiều nay tôi hẹn làm việc với một cơ sở khác, có cách nào hoãn tụi nó lại không? Hay là tôi sẽ quay lại đây vào hôm khác? Câu hỏi đặt ra thật khó trả lời. Hoạt động trong lòng địch, việc lỡ giờ hẹn với cơ sở là điều tối kỵ. Không nên tạo mối lo ngại phập phồng cho người khác. Năm Lai cũng không muốn anh Tư Tăng bị lỡ việc. Mục đích của anh là đánh giá sự an toàn và ước lượng số vũ khí mà căn hầm có thể chứa được. Để ra lệnh điều động vũ khí từ hậu phương chuyển vào, cách tốt nhất là hoãn công việc mà địch tiến hành trong buổi sáng hôm nay. Gọi điện thoại ra lệnh cho tên cầm đầu ư? Không được, chúng có đủ mọi cách để xác minh nguồn tin đó đúng hay sai. Gây sự lộn xộn đánh nhau, đâm xe ngoài đường. Lấy ai làm việc này? Và chưa chắc tụi nó đã bỏ dở công việc vì một chuyện thông thường xảy ra hàng giờ trên đường phố Sài Gòn. Chỉ còn cách duy nhất là điều thằng Lợi đi.
công an ở ti, quận không có cảnh sát hộ tịch dẫn thì không thể kiểm tra nhà dân được. Nam Lai nghĩ một kế. Anh đạp xe ra quán cà phê nói bâng quơ. Cái nhà ông Lợi ở Trần Quý Cáp có con gái học trường bàn cờ, bị tụi lưu manh đánh bị thương vào đầu tại hẻm nhà trai và đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, không chịu đến nhà nhận con à? Bà chủ tiệm cà phê lên tiếng trước. Tội nghiệp nhà ông Lợi, ông là cảnh sát khóm này, ông đang bận công vụ ở số 287/70, cậu vào nhà báo cho ông hay dùm. Một thanh niên đứng dậy. Tôi đi cho. Nam Lai nói tiếp. Việc Phúc Đức em làm là phải, để qua trả tiền cà phê cho, lẹ lên. Cha gặp con sớm chút nào hay phút đấy. Tên Bảy Lợi đã bị vào chồng, hắn hốt hoảng thực sự vì nguồn tin đã nói đúng trường mà con gái hắn học, nơi xảy ra tai nạn, con hắn bị thương vào đầu và trở đến đâu. Cuộc xét nhà tạm ngưng. Anh Tư Tăng hoàn thành nhiệm vụ. Một tháng sau, anh Hai Chí chỉ thị cho Nam Lai. Cậu chuẩn bị nhận vũ khí. Nhận ở đâu? Bằng cách nào? Có nhiều cách lắm. Chị vợ Ba Phong đưa từng khẩu súng ngắn trong cái thùng có hai đáy. Anh Nam Mộc truyền vũ khí ở trong chiếc cột nhà vuông rỗng ruột. Đồng chí Ba Mủ, tức Đỗ Văn Căn, đặt xe ba gác đưa những bánh cao su bên trong có để súng và đạn về nhà. Làm như vậy nhỏ giọt và tốn công lắm. Đồng chí có đặc quyền riêng của nhà thầu, ta cần làm ăn lớn hơn. Phương án làm ăn được thỏa thuận. Các cán bộ hậu cần giao cho anh Nam Mộc làm một bộ ghế tựa bằng gỗ hay cẩm lai rỗng ruột, chiều dày đủ xếp lọt những quả đạn B-40, B-41. Đúng giờ hẹn, chiếc xe vận tải do anh Ba Bảo lái sẽ chở số ván đến đậu ở điểm A. Dùng chìa khóa riêng đã được đưa trước, Nam Lai ung dung mở cửa xe, ngồi vào buồng lái. Xong việc, được đem trả lại khu vực B để trước ngôi nhà ở đầu con hẹp. Trần Văn Lai đến nhận xe. Anh mang theo đủ loại giấy tờ cần thiết, chờ bộ ván đẹp như thế này với lý do vào dinh tổng thống chắc không bị kẻ nào làm khó dễ. Tuy vậy, anh cảm thấy không hài lòng. Anh đã dặn đi dặn lại là chiều rộng của ngôi nhà tôi có 2m2, chiều dài 20m, các đồng chí cần đưa loại xe vừa phải với chiều rộng chưa quá 2m mới lọt vào cửa. Thế mà mấy cha nội đưa loại xe thùng rộng tới 2m1. Nhà chỉ có một mình. Nếu các anh đánh chặt tay lái qua phải hay sang trái một chút sẽ gây tai hại cho nhà mình hoặc nhà xóm. Dù vậy, anh vẫn lái xe chạy về sân nhà số 287/70 Trần Quý Cáp, khá thuận buồm xuôi gió. Nằm lại canh đường, lái xe từng tí một, đưa xe vào đúng vị trí quy định, rồi còn phải khó khăn chật vật lắm mới đưa nổi hai khối nặng hàng tạ từ trên thùng xe đặt nhẹ nhàng xuống đất. Nếu anh nặng tay, mìn hay đạn ở trong tấm ván bị va chạm mạnh sẽ nổ. Xong việc, còn một tiếng nữa, Trần Văn Lai vào buồng tắm, mở vòi nước. Nước mát rượi làm tiêu tan mọi mệt nhọc. Nằm lại lái xe ra khỏi nhà, còn ba việc cần làm. Lắp kính chắn gió mới, vì anh buộc phải phá mới chui ra được khỏi xe. Mua bộ quần áo và ăn uống. Mãi lúc này mới cảm thấy đói và khát ghê gớm. Anh dừng xe trước quán ăn, làm tạm bát phở, chai bia đi đã rồi hẵng đi. Không được, như vậy sẽ không đến kịp giờ giao xe. Phải gói gọn những việc cần làm chỉ trong nửa tiếng đồng hồ. Anh phóng xe đến một gara ô tô và hỏi ông chủ. Lắp cái kính chắn gió cần bao nhiêu thời gian? Xin ông cho một tiếng. Tôi cần nhanh hơn nữa. Dạ, nhanh nhất cũng phải 40 phút. 25 phút sau tôi quay lại. Nếu xong việc, tôi sẽ trả gấp đôi. Đồng tiền quả thật có hiệu lực thôi thúc con người. Đúng giờ hẹn, sau khi ăn uống và sắm bộ cánh mới, Nam Lai đi nhận xe và đến điểm hẹn. Chắc chắn trong số khách bộ hành đi trên hè phố kia sẽ có một đồng chí đang dán mắt về phía anh. Anh rút chìa khóa điện
bỏ xe lại rồi lững thững đi bộ chừng 200 mét. Vậy chiếc taxi, anh rất muốn quay về nhà. Cần phải nệ ván đưa số vũ khí đó xuống hầm ngay trong đêm nay. Nhưng cũng cần đánh lạc hướng địch. Anh hất hàm với tài xế taxi. Khách sạn Đông Kinh. Từ khách sạn Đông Kinh, anh thuê xe về nhà riêng ở số 8 đường Tự Đức. Người ra mở cổng cho anh vẫn là chị Đặng Thị Thiệp, người giúp việc. Anh nghi Thiệp là người đằng mình quá. Không hiểu chị có nắm được những hoạt động của anh không? Tại sao chị dám bộc lộ cho anh biết về ba chị tên là Đặng Hạnh, đảng viên Cộng sản từ năm 1930, cùng quê và cùng hoạt động với các đồng chí Trần Văn Trà, Trần Quý Hai? Hay là chị yêu anh? Tại sao bất cứ lúc anh đi đâu về, người ra mở cổng cũng là chị? Anh hơn chị gần 20 tuổi. Nếu cô gái trẻ đẹp kia chỉ đơn thuần là người thợ mến ông chủ vì ông này giàu có, đủ sức bao bọc cuộc đời của cô thì sao? Anh đang muốn chọn một người có thể chia bùi sẻ ngọt với anh, tâm sự cùng anh và san sẻ một phần gánh nặng đang chất lên đôi vai của anh. Anh hỏi chị Thiệp. Có ai hỏi tôi không cô? Thưa ông chủ, dạ không. Cô chờ cho một chút, tôi phải đi ngay. Dạ. Năm Lai chợt quay lại hỏi. Tôi đi đêm luôn, có bao giờ cô nghĩ là tôi đang có bồ không? Thưa ông chủ, em không tin như vậy. Ông chủ khác nhiều người, ông chủ lo làm ăn. Và làm gì nữa? Sao cô không nói tiếp? Chị Thiệp rụt rè. Xin ông chủ cho phép em chưa thể nói điều này. Thôi được rồi, nếu cô chưa muốn nói, tôi cũng không ép. Sẽ bàn tiếp chuyện này. Cô đóng cổng dùm. Một lát sau, Trần Văn Lai lái xe du lịch quay về số nhà 287/70 Trần Quý Cáp. Đêm hôm đó, anh một mình khuân vác chuyển số vũ khí xuống hầm bí mật, dọn sạch những rác rưởi bừa bãi trên sàn nhà, kê bộ ván ngựa ở một nơi sang trọng giữa nhà và ngủ. Mãi tới 10 giờ sáng ngày hôm sau, anh mới tỉnh giấc. Anh cảm thấy toàn thân đau ê ẩm. Anh vươn vai vặn mình, làm vài động tác thể dục và không quên tự hứa với mình. Mỗi ngày phải lao động chân tay ít nhất 1 giờ. Làm ông chủ lười mãi, quen mất nết rồi, hư quá. Những ngày tiếp theo, Trần Văn Lai được lệnh mua thêm ngôi nhà số 314/3 đường Trần Quý Cáp. Trong một buổi nói chuyện riêng sau đó, chị Thiệp nói thẳng với anh ý nghĩ của mình. Ông đâu phải là một ông chủ thực sự. Ông làm tàu khoán nhưng không ham giàu có. Ông nhiều tiền vẫn không ăn chơi trác táng, không rượu chè, cờ bạc, trai gái. Ông không vợ con mà mua nhà không phải để cho thuê. Hồi còn ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, ba em hoạt động bí mật ra sao, em đều biết. Trần Văn Lai xúc động trước những lời nhận xét tinh tế, sắc sảo của cô. Anh đặt vấn đề. Tôi có tuổi rồi, cô còn trẻ quá, tôi không dám hỏi cô làm vợ. Nếu cô đồng ý, cô cho phép tôi. Vâng, chỉ là giả bộ thôi, làm nhân tình của cô. Cô giúp tôi trông coi quán xuyến công việc ở đây nghe. Chị Thiệp đến bên anh, thay đổi xưng hô. Cần gì giả vờ. Anh, nếu anh đồng ý, em sẽ là vợ anh. Em, anh. Trần Văn Lai đã tìm được tình yêu mới, một người vợ lý tưởng như anh hằng mong muốn. Càng gần đến Tết Mậu Thân, các cán bộ hoạt động ở Sài Gòn càng rộn ràng phấn khởi. Gặp nhau, người nọ hỏi người kia. Đến rồi à? Bao giờ vậy? Và những ngày này, nhà thầu khoán Mai Hồng Quế càng năng ra vào Dinh Độc Lập. Anh làm quen với kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người vẽ thiết kế dinh. Thụ mời anh về nhà riêng. Kiến trúc sư và nhà thầu khoán tỏ ra rất tâm đầu ý hợp. Ngô Viết Thụ không ngớt lời khen cách trang trí trong Dinh Độc Lập. Trần Văn Lai ngỏ ý chưa hài lòng ở một vài chỗ trong bản thiết kế. Thụ không vừa lòng. Để phô bày tài năng của mình, Thụ lấy bản thiết kế ra giới thiệu. Chỗ vỏ mái tôi định làm kiểu này, nhưng bên thi công đã không hiểu ý tôi. Trần Văn Lai gật đầu tán thưởng, làm ra bộ nghiên cứu bản thiết kế. Anh cố nhập tâm
hệ thống đường hầm chạy ngang chạy dọc. Những ngày sắp tới, anh còn cần phải nắm được chỗ ở của các tên bộ trưởng Ngụy. Anh đã đến nhà nhiều đứa, tụi nó muốn mời anh trang trí ở trong nhà. Tháng 10 năm 1967, anh nhận lệnh đặc biệt đi đón đồng chí Tư Y từ Củ Chi vào thành phố. Trần Văn Lai lo lắm, các cán bộ cao cấp chưa quen hoạt động trong lòng địch, rất dễ để lộ tung tích khi đi lại trên đường phố Sài Gòn, đặc biệt là những khi cần tiếp xúc giao dịch với tụi cảnh sát. Nam Lai hỏi anh Hai Trí: anh có quen biết đồng chí Tư Y không? Có. Anh ta hình dáng đồng chí ấy tôi nghe. Anh Tư Y người trắng trẻo, đầu hơi sói, nghiêm nghị, có dáng vóc võ sĩ, vì anh từng lên đài đấu quyền anh. Để anh đóng vai ông chủ được không? Được. Nam Lai trình bày kế hoạch của mình. Ngày 1 tháng 11 là ngày quốc khánh của cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Anh xin đại tá Huỳnh Giá. Huỳnh Giá vừa được lên lon, một công vụ lệnh đi mua đồ nhôm về dùng trong Dinh Độc Lập. Chủ hãng nhôm Hiệp Lợi đang cật móc thầu khoán Mai Hồng Quế với hy vọng bán được món hàng lớn. Cần lợi dụng cơ hội này, anh sẽ lái xe vận tải Hinopic chở đầy hàng nhôm kèm theo vài trăm tờ quảng cáo cùng những tấm danh thiếp của chủ hãng chạy ra Hóc Môn. Từ đây anh sẽ nắm được vai nhân viên quảng cáo hàng. Anh Tư Y làm chủ hãng. Hai Trí hỏi thêm: nếu vậy cậu còn cần giấy thi giới thiệu của Giá để làm gì? Rất cần, vì trước hết ta dùng để hù chủ hãng Hiệp Lợi để hắn bằng lòng xuất hàng mà chưa thu tiền. Tiếp đó ta dự trữ làm bảo bối nếu gặp trường hợp bất chắc. Như vậy là anh Tư Y sẽ ngồi xe tải. Đúng, vì anh là chủ hãng. Kế hoạch của Nam Lai được chấp thuận. Nam Lai đi đón anh Tư đến quận cảnh sát Hóc Môn. Xe bị chặn lại, tên quận trưởng đang say rượu lè nhè. Giữ tất cả mọi xe lại. Ông lớn ông bé gì cũng giữ, tội vạ đâu tao chịu. Không thể nói phải trái với thằng say, mà phải có cách đánh vào thói tật của nó. Làm lại xách đôi gà mái to và chai rượu Martin hảo hạng và đứng trước mặt bên quận trưởng. Tên say khề khà: chú em đi đâu vậy? Dạ, thằng em út muốn gặp anh Hai, nhưng anh Hai đang say. Tao mà say, chúng mày muốn gì? Có người nghiền nào tự nhận là say đâu, và có kẻ say nào là không muốn uống thêm loại rượu ngon hơn. Nam Lai đặt chai rượu lên bàn, để đôi gà xuống đất, xoa hai tay vào nhau lễ phép. Thằng em út này và ông chủ hãng Hiệp Lợi đi quảng cáo hàng nhôm, đàn anh mua rượu em chút đỉnh và cho em út đi kẻo trễ. Tên say cầm chai rượu giơ lên ngang tầm nhìn, mở miệng: đồ nhôm đâu phải là súng đạn, cho đi. Xe vào đến bào quẹo, tên Hùng đồn phó cảnh sát nhảy lên: cháu quá sang một đoạn anh Năm, anh đi đâu vậy? Vì là chỗ quen biết, Nam Lai đành nói thật: mua ít hàng vào trong Dinh. Còn ông này? Ông chủ hãng nhôm Hiệp Lợi đó, ông theo dõi xem hàng của ông có đắt khách không. Đến đồn cảnh sát tiếp lại có lệnh giữ xe. Tên Hùng nhảy xuống can thiệp, phó đồn cảnh sát cho xe đi thẳng luôn. Những ngày tiếp theo, anh Tư Y đến từng ngầm chứa vũ khí, xét duyệt từng phương án tác chiến. Trong một cuộc họp tại nhà ông Nguyễn Hữu Hậu ở ngân hàng Anh Quốc Satechbank, anh Tư Y đặt vấn đề với Năm U Song: sắp tới quân khu rất cần tiền, đồng chí có thể bán đi một ngôi nhà để lấy tiền cho quân khu vay được không? Nam Lai trả lời ngay: được chứ ạ, đến tính mạng tôi còn chẳng tiếc, huống chi một ngôi nhà. Đồng chí sẽ bán ngôi nhà nào? Không thể bán căn 287/70 Trần Quý Cáp, vì đó là kho vũ khí. Cái nhà 314/3 tôi đang ở cũng đã đào được một hầm bí mật đủ chỗ cho 10 người ở. Có lẽ nên bán căn biệt thự ở số 8 đường Tự Đức thì có giá hơn. Liệu có bán được 1,5 triệu không? Sao rẻ vậy? Theo thời giá hiện nay, ít nhất cũng trên 2 triệu. Quân khu không cần nhiều như vậy đâu. Nam Lai cười: anh thấy cần giải thích cho đồng chí cán bộ chính trị quân khu về cung cách làm ăn ở Sài Gòn. Tôi sẽ mang toàn bộ số tiền này gửi vào Trung Hoa Ngân hàng. Tôi là chủ tài khoản.
chỉ cần mang tấm séc có chữ ký của tôi và người nhận, dù là cụ già hay trẻ con, đều có thể lấy tiền một cách dễ dàng. Anh Tư Y gật đầu. Cậu nên xúc tiến việc này nhanh hơn và ký sẵn cho bọn mình vài trăm tờ séc, mỗi séc 2.000 hoặc 3.000. Cần phải cấp sinh hoạt phí cho những anh em chiến đấu trong nội thành. Anh Nam Lai về bàn với vợ. Chị Tiệp trêu chồng. Anh cứ tự do, em là tình nhân, em đâu có quyền. Nam Lai an ủi vợ. Còn phải đóng kịch ít lâu nữa thôi em ạ. Em có nhận làm bà ba của anh, anh mới có lý do để về ăn với bà cả, bà hai chứ. Em bằng lòng không? Chị Tiệp nguýt yêu chồng. Bằng lòng từ những ngày chưa lấy anh cơ. Anh làm lợi cho cách mạng, em đâu dám ngăn cản. Năm nay vẫn đi đi về về đến các điểm hẹn. Gần Tết, anh cho thợ nghỉ việc hết. Tại ngôi nhà số 314/3, chỉ còn chị Đặng Thị Thiệp và chỉ huy trưởng trận đánh vào Dinh Độc Lập, Hoàng Trọng Thanh. Anh Thanh yêu cầu: anh Chí lái xe cho tôi đi một vòng quanh dinh được không? Được chứ anh. Này, tại sao anh lại có cổng gác ở đường Nguyễn Trân Công Chúa? Báo cáo đồng chí, đây là lối để công nhân ra vào, chỉ có 5 thằng gác thôi. Báo gác này chỉ duy trì đến 11 giờ đêm. Còn phía Nguyễn Du, đấy là vọng gác chính, từ đường Lê Văn Duyệt, nay là đường Cách Mạng Tháng 8. Ta tiếp cận mục tiêu ngay. Đồng chí Nam Lai này, tôi lo là thiếu vũ khí đấy. Có cách nào đưa mìn bộc phá vào không? Tôi có định chứa thuốc nổ đầy thùng phi 200 lít. Ta sẽ làm nổ tung ngôi nhà của Nguyễn Văn Thiệu. Trần Văn Lai chưa trả lời ngay. Anh phát nhanh trong óc những việc nên làm. Lai phải dựa vào uy lực của thằng Giá. Nhưng là cách nào? Hôm nay đã là 20 Tết rồi. Biết kiếm cớ gì ra ngoại thành chở hàng vào? Chả lẽ lại chở bộ ván ngựa? Dù có tài xuất quỷ nhập thần, các cán bộ hậu cần cũng không đóng kịp bộ ván như vậy. Chỉ còn một cách. Năm nay báo cáo với đoàn trưởng Thanh: tôi không hiểu ở trong này loại cót đan bằng cật tre đồng bào dùng quây ở giữa ruộng để đập lúa gọi là gì. Là bồ đập lúa hoặc cà tăng. Rồi sao nữa? Nếu ta làm hai chiếc bồ đó quận vào nhau, ở giữa để bộc phá lựu đạn AK, có được không? Nét mặt đoàn trưởng tươi rói. Đúng là sáng kiến hay. Cậu sẽ đi chở những thứ đó về? Dạ vâng, tôi vào dinh xin công vụ lệnh của Huỳnh Giá. Ngày 29 Tết, Trần Văn Lai đưa xe vận tải của nhà thầu đi nhận vũ khí. Anh Ba Bảo đã lo cho anh chu đáo. Những năm qua, chưa lần nào anh gặp một chuyện với anh Ba Bảo, nhưng anh cảm thấy anh Ba luôn ở bên anh. Anh thuê người chất đầy 30 bó bồ ở trên thùng xe. Trên đường vào thành phố, Lai vượt qua các vọng gác chót lọt, từ sự vụ lệnh, giấy căn cước đến mặt hàng chở trên xe đều đúng quy định. Anh không hiểu trong từng bó bồ các cán bộ hậu cần đặt những gì bên trong, mà không hiểu tại sao anh chuẩn bị nhanh như thế. Với phương tiện thông tin hiện đại, đoàn trưởng Thanh có cách thông báo về tuyến sau, ý định riêng của mình, nhưng ở trong tay các cán bộ hậu cần đâu có sẵn mọi thứ. Mới có chưa đầy 20 tiếng đồng hồ, các anh ấy phải đi mua hàng trăm mét cót, rồi chuyên trở về đơn vị ém vũ khí và chuyển tất cả ra mặt đường. Trần Văn Lai dừng xe ở nhà 314/3 Trần Quý Cáp. Hai vợ chồng anh và hai công nhân tiến bộ đã được kết nạp vào tổ chức chuyển hàng vào trong nhà. Các chiến sĩ khiêng hàng lên gác, anh sắp xếp các khối bộc phá vào trong hai thùng phi. Tối 30 Tết, chị Tiệp mở tiệc đại khách. Anh Thanh đùa: cô thợ này có quan hệ gì với ông chủ vậy? Chị Tiệp trả lời thành thật: thưa, là vợ. Anh Thanh tiếp tục trêu: vợ thứ mấy? Cháu là vợ kế. Ủa, sao lại vợ kế? Ở quê cháu, nếu người con gái lấy chồng, khi chồng có vợ lớn thì gọi là vợ bé. Trường hợp người vợ lớn chết, mọi người sẽ gọi là vợ kế. Được dịp may, chị tâm sự luôn: mấy năm làm bạn với anh Năm, cháu chưa bao giờ được mọi người gọi là vợ anh.
cháu chỉ là người tình của anh, hôm nay mới làm đám cưới của anh đến dự đây. Đoàn trưởng Hoàng Trọng Thanh trả lời nghiêm trang. Đồng chí Hai Chí và Năm U Som đã báo cáo việc của cô. Nhiều anh ở chỗ tôi cũng biết bác Hạnh, ba của cô. Vợ chồng cô ráng bảo nhau làm tốt công việc được giao. Dạ. Suốt đêm 30 Tết không ai chợp mắt nổi. Bộ Tư lệnh Quân khu Sài Gòn Gia Định và cấp chỉ huy cao nhất của lực lượng biệt động đã có mặt trong thành phố. Tại sao vẫn chưa có lệnh nổ súng? Ngày mùng 1 Tết Mậu Thân trôi qua chậm chạp, căng thẳng. Không lẽ có chuyện gì xảy ra? Hoàng Trọng Thanh sốt ruột lắm. Anh trò chuyện với đại đội trưởng Năm Lai. Cậu đã huy động quần chúng chưa? Dạ rồi. Nhiệm vụ của quần chúng thật đơn giản nhưng vô cùng hệ trọng. Từ 11 giờ đêm mọi người đổ ra đường, càng đông càng tốt. Có như vậy khi xuất phát, xe của ta sẽ không lẻ loi. 11 giờ đêm ngày mùng 1 Tết, Năm Lai và anh Hoàng Trọng Thanh đứng trên gác căn nhà số 314 Trần Quý Cáp để quan sát khách bộ hành. Xe Honda đan nhau trên đường phố. Anh Thanh hất hàm. Người của cậu phải không? Năm Lai lắc đầu. Đâu có anh. Đây là chiến thuật đánh theo vết dầu loang. Nửa giờ trước đây được anh cho phép. Tôi, nhà tôi và hai công nhân, cậu Hồng, cậu Mai, mỗi người vận động 3 người và yêu cầu những người đó rủ thêm bạn của họ. Họ chỉ biết giả bộ đi chơi phố chứ không rõ có chuyện gì xảy ra. Đã đến giờ xuất phát, chỉ huy trưởng Hoàng Trọng Thanh ra lệnh cắt đứt đường dây điện thoại. Anh ôm hôn bí thư chi bộ 6 rồi hai đoàn xe chạy theo hai hướng khác nhau. Anh Hai Chí đã có lệnh cho Nam Lai ở lại lo tiếp tế, nhưng đoàn trưởng Hoàng Trọng Thanh yêu cầu cậu đưa bọn mình đến đích rồi quay về. Vừa rời khỏi nhà hơn 100 mét, xe của Năm Lai bị chặn lại. Chiếc xe Jeep chở 6 tên quân cảnh xảy bét nhè. Một tên trong chúng hách dịch. Mấy người cho tụi này quá giang coi. Xe chật rồi mấy thầy. Cho mượn xe vậy, xe tụi này hư rồi. Năm Lai nhanh trí. Sao mấy thầy không kêu thợ chữa xe ở trong nhà đó? Mấy tên cảnh sát lớn giọng gọi dùm coi. Lai đến cửa gọi to. Cô ba, cô ba. Bóng người đàn bà ló ra cửa. Năm Lai nói bừa. Cô nhủ thằng Thành ra sửa xe dùm mấy thầy đi. Không để người phụ nữ kịp phản ứng, Năm Lai nhận lên xe rồ máy. Có lẽ do những phút chậm trễ đáng tiếc này khiến cho kẻ địch kịp đề phòng. Đoàn xe của anh bị chặn đứng bởi bức tường đạn đại liên dày đặc quét sát mặt đường. Ngay phút đầu, chỉ huy trưởng Hoàng Trọng Thanh bị thương nặng, xe tải chở phi bộc phá bị xẹp lốp. Anh Thanh tỉnh táo, tất cả xuống xe, hút hỏa lực địch về phía mình, yểm trợ cho sáu rồi. Nam U Som đề nghị, tôi giật bộc phá nhé. Chỉ huy trưởng thều thào, không ăn thua, còn xa mục tiêu quá, tìm cách đưa xe vào gần hơn. Phía bên kia, sáu rồi đã chiếm được cao ốc. Đạn B-40 nã liên tiếp vào dinh, đạn xé rách màn đêm. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt. Trời sáng dần, xác những tên cảnh sát dã chiến nằm rải rác đó đây. Các cánh quân của lính dù và biệt động quân kéo đến. Thời gian cứ trôi qua. Trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân, ta canh địch xa ở nhiều nơi nên chúng không thể nào ứng cứu cho nhau. Quân phòng vệ phủ tổng thống không dám ló mặt khỏi hang ổ. Nhưng lực lượng của ta quá mỏng. Tất cả các mũi tiến công chỉ vẹn vẹn có 18 chiến sĩ biệt động. Thầu quán Mai Hồng Quế thông thuộc địa hình nhất, vừa bắn yểm trợ cho cánh quân chiếm cao ốc, vừa giải quyết thương binh liệt sĩ, vừa làm đại đội trưởng kiêm liên lạc truyền đạt mệnh lệnh. Trời sáng dần, ta đã khống chế được Dinh Độc Lập hơn 4 tiếng đồng hồ rồi. Địch điều thêm lực lượng tới ứng cứu. Chúng tập trung hỏa lực bắn lên cao ốc. Bí thư chi bộ 6 rồi ra lệnh cho các chiến sĩ nấu mình chờ thời cơ. Anh tiếc rằng ta mang theo quá ít đạn. Từ trên cao ốc này mà rót B-41 xuống chỗ địch tập trung thì thật ngon ăn. Trời sáng rõ, từ trên cao
cả anh đã nhìn rõ quang cảnh Sài Gòn và cùng hiểu tình thế của mình lúc này. Không còn đường rút, các chiến sĩ biệt động thề hy sinh và bắt địch phải trả giá cao nhất. Chỉ khi nào địch đến gần, các anh mới ném lựu đạn. Lại thêm một tiếng nữa trôi qua, tiếng loa lải nhải kêu gọi các chiến sĩ biệt động đầu hàng không được đáp lại. Anh chị em tựa lưng vào trong nhà để dưỡng sức. Ai cũng thấy mệt, đói và nhất là khát nước vô cùng. Khát tới mức tường cổ họng mình bị cháy. Bình tông nước đem theo đã cạn từ 3 giờ đêm hôm qua. Ước gì có một quả mơ, quả táo hay chai nước chanh hoặc cốc nước đá đây. Kẻ địch lại giở trò mới. Chúng khiêng từ đâu về hai cái máy lạ mắt. Máy gì vậy cô Chín? Sáu rồi hỏi. Em không biết. Sáu rồi quan sát, anh nói với Chín nghĩa. Thang máy, đúng rồi. Đúng rồi, Chín gật đầu. Làm gì bây giờ anh Sáu? Chiếc thang cứ nâng cao lên dần nhờ sức phát động của máy nổ. Như một chiếc thước gãy, tụi tợ máy điều khiển những nấc thang. Lính dù và biệt động quân leo lên. Sáu rồi ra lệnh. Chiến nghĩa dùng B-40 bắn gục chiếc thang ở bên trái. Các đồng chí còn lại với anh ba rau muống bắn thang bên phải. Lúc này là 11 giờ 20 phút ngày mùng 2 Tết. Tiếng súng tấn công vào Đại sứ quán Mỹ, Đài phát thanh Sài Gòn và hàng trăm mục tiêu khác trong thành phố vẫn nổ rộ.